người bạn, bảy người bạn nhập vào số 1. Thứ nhất là vàng vàng, cam, xanh, xanh, đen, trắng, nâu. Chúng ta đi nữa nha. 2 này, 4 này, 6 này, 7. Rồi chúng ta enter. Như vậy lúc này cái danh sách đã số hết rồi nè. Tổng chữ cái của nó là gì? Tổng nét quẻ của nó là 15. Thì như vậy là chúng ta sẽ trả lời nó là ok nè. Theo cái đề bài ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập vào là 5 này. Nâu, cam, đỏ, xám, trắng. Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái danh sách. Danh sách chúng ta này vàng, nâu, cam, xám, rồi là đen, trắng, gồm của danh sách như thế này. Sau đó chúng ta đi kiểm tra cái số màu mà chúng ta nhập vào. Ví dụ chúng ta nhập vào gì? Xanh, đỏ, trắng, nâu, cam. Rồi bây giờ chúng ta đi kiểm tra ý tưởng là gì. Nếu mà chúng ta thấy là gì, kiểm tra trong cái sau này nó có cái chữ x này, nó có cái chữ xám này, thì chúng ta xóa cái này đi. Xóa trong danh sách này đi. Kiểm tra có chữ đơ, chúng ta xóa chữ đơ đi. Kiểm tra có chữ tơ, chúng ta xóa chữ tơ đi. Kiểm tra chữ n, nếu có chữ n, xóa chữ n đi. Kiểm tra chữ sơ, có chữ sơ đi, chúng ta xóa đi. Như vậy chữ còn thiếu còn lại là chữ vơ. Và chúng ta tính tổng số nét này ra. Đó là ý tưởng và cách làm của cái bài này. Rồi để làm bài này chúng ta sẽ làm như sau. Rồi xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm bài số 3 điểm nét trong cái đợt thi tin học trẻ ở huyện Thanh Khê năm 2023. Thì cái bài số 3 này yêu cầu như sau. Đó là cái vọc trà vá trăng nâu thường được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng, thì có bộ lông nhiều màu sắc sực sỡ là vàng, nâu, cam, xám, đen, trắng. Thì trà quá đang tập viết các cái chữ cái hoa, được quy yếu rằng các chữ cái này thì số lượng nét còn nghĩa như sau. Thì nó có là màu vàng thì 2 nét, nâu thì 3 nét, cam thì 1 nét, và xám 2 nét, và đỏ, đen là 3 nét, và trắng là 2 nét. Thì do trà quá tập viết nên các cái đây là cả đàn N, cả đàn N bạn xúm lại nhờ trả quá viết màu cho mình. Thì yêu cầu tính là tổng số nét và cái tên màu không có khi trả quá viết, vậy trừ cái là tên màu sắc của người bạn. Thì yêu cầu nhập vào một cái số N là số người bạn, N lớn không nhỏ hơn 100.000. Vậy số N trừ cái đầu tiên viết hoa gọi là màu sắc của N người bạn, thì người ta cho cái test như thế này. Ví màu N bằng 5 thì chúng ta có 5 màu sắc như thế này: xanh, đen, trắng, nâu, cam. Thì chúng ta nhập tự ý trong 6 màu này thì tính tổng số nét là đúng 1. Và cái màu vàng này là không có trong cái dãy này. Tương tự như vậy là người ta nhập vào bằng 7, N bằng 7, thì nhập cái số màu như thế này thì nó đủ 6 màu trong này, đủ 6 màu này, thì chúng ta trả lời là ok. Và tính tổng số nét nó là 15. Giờ làm bài này ý tưởng. Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái danh sách. Danh sách như thế này: vàng, nâu, cam, xám, rồi là
Cái gồm của danh sách như thế này. Sau đó chúng ta đi kiểm tra cái số màu mà chúng ta nhập vào. Ví dụ chúng ta nhập vào gì? Xanh, đỏ, trắng, nâu, cam. Rồi bây giờ chúng ta đi kiểm tra ý tưởng là gì? Nếu mà chúng ta thấy là gì? Kiểm tra trong cái sau này nó có cái chữ X này, nó có cái chữ xám này, thì chúng ta xóa cái này đi. Xóa trong danh sách này đi. Kiểm tra có chữ đơ, chúng ta xóa chữ đơ đi. Kiểm tra có chữ tơ, chúng ta xóa chữ tơ đi. Kiểm tra chữ N, nếu có chữ N xóa chữ N đi. Kiểm tra chữ sơ, có chữ sơ đây, chúng ta xóa đi. Như vậy chữ còn thiếu còn lại là chữ vơ, và chúng ta tính tổng số nét này ra. Đó là ý tưởng và cách làm của cái bài này. Rồi để làm bài này chúng ta sẽ làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái danh sách, danh sách tiêu tài. Rồi sẽ chữ cá mình bỏ đây. Như vậy đầu tiên là mình sẽ thêm vào các cái chữ cá này. Đầu tiên là chữ vàng ha. Vàng đó là gì? Cam, nâu, cam, thở xám, thở đen, thở là gì? Chữ tờ. Rồi đây là ý tưởng không? Sau mỗi lần như vậy thì mình sẽ xóa tất cả các cái danh sách này trong danh sách. Rồi đây là ý tưởng cái danh sách của mình ha, ban đầu. Rồi sau đó chúng ta sẽ khai hai biến, báo một cái biến là n, n này là chính là gì? Số người bạn chúng ta cần nhập vào. Ví dụ chúng ta nhập vào bằng 5 bạn. Năm bạn thì sau đó chúng ta sẽ nhập gì? Nhập cái số màu, số màu. Rồi hai cái này là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím, sử nhập từ bàn phím. Bàn phím thì chúng ta sử dụng ở đây để nhập số người bạn. Đấy. Tương tự như vậy, hãy nhập số màu tôi muốn. Rồi ý tưởng mình bây giờ làm gì? Bây giờ mình lặp lại, cái chiều dài, lặp lại cái chiều dài mà n này này. Ví dụ nhập vô n là gì? Bằng 10, thì chúng ta sẽ lặp lại 10 lần như vậy thôi ha. Ví dụ nhập bằng 15 này, bây giờ đây. Ví dụ chúng ta nhập như vậy ha, thì sau đó chúng ta sẽ lặp lại, lặp lại như thế này, thì chúng ta sẽ dùng là gì? Nếu, nếu cái gì đây, thì mình nhập vào cái này nó là một cái sâu, một cái sâu như vậy là mình sẽ lấy ra. Mình sẽ lấy ra cái chữ này ở trong cái sâu màu này. Như vậy là mình sẽ khai báo một cái biến y nữa, khai báo một cái biến y. Cái biến y đó nó chạy trong cái sâu này này, nó chạy từ xuất phát từ một cho đến cuối cái sâu này.
Như vậy là đầu tiên thứ biết y của mình nó sẽ là bằng 1 nè. Mình có thể lặp lại như thế này cũng được này. Mình sẽ dùng lại là lặp cho đến khi y nó lớn hơn n thì nó sẽ dừng lại. N là số người bạn chen y lên. Nếu mà y này đến cái sau, cái sau tính là cái chữ này, cái dòng chữ này, chữ màu này, đến sau màu thì đầu tiên nếu mà nó bằng, đầu tiên là nó bằng chữ V thì tiếp tục mình sẽ tính tổng cho nó ha. Mình sẽ tính tổng, như vậy mình sẽ khai báo một cái biến tổng nữa, tổng tổng nét nữa ha. Tổng nét rồi, một cái biến tổng nét đầu tiên nó bằng không, không có cái nét gì hết, là bằng không. Thì nếu mà cái chữ đây này, ở trong đây này nó có một cái chữ V thì chúng ta lấy cái tổng nét của nó, chúng ta cộng cho cái số định, số lượng quy định của nó là bằng tổng nét cộng với là hai ha. Chữ V là hai, hai nét tổng tổng nét cộng với hai. Chúng ta ghi rõ ghi hàng đây luôn. Bây giờ chúng ta chạy thử trong này là có chữ V, chạy thử này. Ý tưởng bây giờ là sau mỗi lần như vậy này, này nó rất là vất vả. Sau khi mà chúng ta chạy xong rồi chúng ta sẽ lắp vào như thế này là nó vất vả lắm. Rồi bỏ này ra đi. Ý tưởng bây giờ là chúng ta chạy là phần 5, số nét màu chạy của chúng ta là x, t, z, t, n. Thì tổng nét của chúng ta là bằng không này ha, tại vì không có chữ V trong này, không có chữ V trong này. Như vậy tiếp tục như vậy là chúng ta sẽ nhân bảng cái này lên, nhân bảng cái này lên nè, là chữ chữ N, chữ N là ba nét. Chúng ta thấy N đã có ba nét này, ba nét ha. Đã là tính tổng số nét tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm cho đến chữ sơ, thì chữ sơ là cộng một nét. Chữ sơ xong rồi ta chữ xám, xám là hai nét, tương tự như vậy, tương tự như vậy là chữ đơ, đơ. Chữ đơ cũng là gì, ba nét. Rồi là tờ, chữ tờ là hai nét. Rồi bây giờ chúng ta tính gì, tổng số nét của chúng ta có được 10 này. Rồi tiếp tục cái ý tưởng của chúng ta tiếp tục nữa là gì, nếu mà chúng ta có chữ V xuất hiện thì chúng ta đồng thời xóa cái chữ V bên danh sách này. Như vậy là chúng ta sử dụng là gì, delete, delete, delete V ha, delete V. Nếu có thì chúng ta xóa trong danh sách này luôn. Delete delete đây. Rồi tiếp tục ý tưởng của chúng ta là cứ nếu mà có cái chữ V có chữ V thì chúng ta cộng cái nét về cho nó là 2, và đồng thời chúng ta xóa cái chữ V trong cái danh sách ban đầu này này. Như vậy thì chúng ta sẽ số chữ V đi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nhân bảng ở đây. Chúng ta nếu có chữ N chúng ta sẽ xóa chữ N. Chữ N.
ra làm cho hết nhân sách ra. Nhưng bạn cái này là nếu có chữ sơ thì chúng ta sẽ xóa chữ sơ. Và nhận bạn cái này là nếu có chữ ít thì chúng ta sẽ xóa chữ ít. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ xóa cái chữ đơ và chúng ta sẽ xóa chữ tơ. Nói xin mẹ ba thì cái mẹ gửi à thế là mẹ mẹ ba à đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ còn là hai cái màu này à. Đây là cái sau chúng ta nhập vào này à, xong còn là hai cái từ này à. À. Thì tổng nước biển chúng ta có là mà mười à. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập theo cái đề bài này nha. Chúng ta nhập theo đề bài là chúng ta có có năm nước quẻ và có năm màu à, chúng ta thêm một màu nữa ha à, màu đó là màu sơ. Nếu có màu sơ thì chúng ta sẽ đây chỗ này là ít nha à, chúng ta sẽ nhầm rồi bây giờ chúng ta chạy lại này à, thì nó còn một cái chữ vơ thôi. Nhưng mà chữ vơ này là còn thiếu trong cái danh sách ban đầu này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này vào, đưa cái màu này vào. Bây giờ chúng ta chạy thử này. Chúng ta nhập vào là 70 bạn, 70 bạn nhập vào số màu. Thứ nhất là bạn vàng, cam, xanh, đen, trắng, nâu, chúng ta đi nữa nha, 2 này, 4 này, 6 này, 7, rồi chúng ta enter. Như vậy lúc này cái danh sách đã xóa rồi này, tổng thể cái của nó là gì? Tổng nét quẻ của nó là 15, thì như vậy là chúng ta sẽ trả lời nó là ok này. À, theo cái đề bài ha. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập vào là năm này, nâu, cam, đỏ, xám, trắng. À, như vậy chúng ta còn chữ vơ này. À, rồi video mình sẽ dừng ở đây. À, video sau mình sẽ làm tiếp nốt cái phần còn lại, đó là phần trả lời để hiện các cái chữ cái này lên. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.